Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh youtube của tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, lực lượng Ukraine đã và đang không ngừng tăng cường đẩy mạnh các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Và mới đây nhất, một quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã dùng máy bay không người lái UAV nội địa để tấn công vào xanh Petersburg, thành phố quê nhà của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những động thái này của quân đội Kiev được đánh giá là chỉ nhằm góp phần nâng cao nguyện khí của người dân và quân đội Ukraine. Cụ thể diễn biến này thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bộ trưởng các ngành công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamisin ngày 18 tháng 1 cho hay chúng ta có thể sản xuất bất cứ thứ gì từ UAV góc nhìn thứ nhất chỉ với giá 350 đô la Mỹ cho đến các loại UAV có thể bay thẳng đến xanh Betekbo tối qua. UAV này đã bay 1.250 km tối qua trước khi tấn công mục tiêu. Quan chức này nhấn mạnh, hiện giờ chúng ta có thể sản xuất nhiều loại UAV hơn. Một cuộc chiến tranh bất đối xứng đòi hỏi vô số UAV. Tôi chắc chắn rằng năm nay chúng ta sẽ chứng kiến nhiều vụ việc tương tự hơn nữa. Trước đó, Newsweek đưa tin, ngày 18 tháng 1, Nga cáo buộc một UAV của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho dầu thuộc xanh Petersburg, vùng Leningrad, quê nhà của ông Putin. Đây là lần đầu tiên mà Ukraine phóng UAV vào khu vực này kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow bùng phát vào hồi tháng 2 năm 2022. Andriy Yusov, một đại diện của cơ quan tình báo Ukraine, từ chối phủ nhận hay xác định trách nhiệm của Ukraine trong vụ tập kích này song cho rằng vụ việc cho thấy đã đến lúc Nga nên lo ngại cho sự an toàn của các cơ sở quân sự của họ ở Saint Petersburg. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn rơi UAV ở Leningrad. Đồng thời, ông cho biết các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy một máy bay không người lái trên lãnh thổ khu vực Moscow và đánh chặn một chiếc trên lãnh thổ khu vực Leningrad. Thống đốc Saint Petersburg Alexander Bekrov cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công, các cuộc điều tra đang được tiến hành. Theo thông tin từ ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm, phụ trách quản lý khu vực Zaporizhia, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công bất thành vào một cảng dầu ở biển Baltic trong đêm. Ông Rogov nêu rõ cơ sở hạ tầng của càng không bị hư hại và không ai bị thương. Cho biết thêm rằng Leningrad là khu vực thứ 19 của Nga mà Ukraine nhắm đến trong cuộc chiến cho đến nay. Được biết, ông Putin sinh ra ở thành phố Leningrad, nơi đã đổi tên thành Saint Petersburg vào năm 1991. Tuy nhiên, khu vực xung quanh thành phố này vẫn giữ nguyên cái tên từ thời Liên Xô cũ là Leningrad. Xanh Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, nằm cách nơi gần nhất của biên giới Ukraine khoảng 850 km. Ukraine được cho là đang gia tăng các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga khi tình hình trên chiến trường Ukraine rơi vào bế tắc, không bên nào đạt được đột phá. Mục tiêu mà nước này nhắm tới thường vào cơ sở hạ tầng với các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa, các địa điểm tập kích kể đến như cầu Kursk, nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, sân bay quân sự và kho dầu. Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 98 cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang hai nước trong hai giờ qua, gấp đôi con số đưa ra vào cuối tuần trước. Gần đây nhất, vụ tập kích qua biên giới của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod của Nga khiến 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Động thái này của Kiev nhằm đáp trả các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga kể từ cuối năm 2023 nhằm đến hàng loạt mục tiêu quan trọng như cơ sở quân sự, nhà máy sản xuất quốc phòng, kho đạn dược. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga chỉ gây thiệt hại nhỏ, nhưng Điện Kremlin mô tả các cuộc tấn công này là những hành động tuyệt vọng nhằm che đậy những thất bại của Kiev trên chiến trường. Theo các quan chức Mỹ, các cuộc tấn công nhằm mục đích nâng cao nhuệ khí của người dân và quân đội Ukraine, đồng thời cho thấy Kiev có thể tấn công trở lại. Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố cảnh báo ở một số vùng phía tây nước Nga, trao thêm thẩm quyền cho giới chức địa phương nhằm đảm bảo an ninh và nhanh chóng ứng phó trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Theo giới quan sát, khả năng quân đội của Ukraine Nga tấn công sang lãnh thổ Nga bằng đường bộ rất khó xảy ra. Nga đã nhiều lần khẳng định bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Moscow cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO tuy nhiên washington nhiều lần khẳng định không khuyến khích cũng không hỗ trợ cho ukraine tấn công vào lãnh thổ nga mỹ cho rằng ukraine có quyền tự quyết định phương thức tác chiến nhưng nhấn mạnh washington phản đối tấn công vào lãnh thổ nga một số nước khác bắt đầu cung cấp vũ khí tầm xa cho kiev song cũng khẳng định ukraine cam kết không dùng chúng cho các cuộc tập kích ra ngoài biên giới gần hai năm kể từ khi bùng phát xung đột nga ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc dù nhận được nguồn viện trợ tài chính và quân sự lớn từ phương tây Ukraine tới nay vẫn chưa đạt được mục tiêu đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev dựa trên lợi ích quốc gia của Moscow. Xong, nhiều quan chức và nhà phân tích phương Tây nhận định ông Putin khó có thể đồng ý đàm phán trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc. Mặc dù liên tiếp mở các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ Nga, thế nhưng không thể phủ nhận Ukraine đang phải chịu những thất bại nặng nề mà nguyên nhân lớn được nhiều chuyên gia nhận định là bởi sự chênh lệch về trang bị vũ khí. Mới đây, một chỉ huy của Ukraine đã đưa ra nhận định các UAV giá rẻ, đơn giản của nước này sẽ sớm không còn đất để hoạt động trên chiến trường vì Nga đã bắt bài thành công. Trước đó, trang Business Insider đưa tin lực lượng UAV của Ukraine đang ngày càng trở nên kém hiệu quả, buộc họ phải cải tiến để không bị tụt lại phía sau, trong khi Ukraine từng có thể dựa vào các UAV dân sự đơn giản. Thô sơ thì Nga ngày càng đánh chặn chúng hiệu quả hơn, buộc Ukraine phải nghiên cứu công nghệ tiên tiến hơn để cải tiến. Vitaly Kriukov, chỉ huy nhóm tác chiến Adam của Ukraine, nhận định rằng Nga đã cải tiến năng lực gây nhiễu và đánh chặn mạnh mẽ trong thời gian qua, khiến nhiều UAV giá rẻ của Ukraine bị rơi. Ông tin rằng những UAV chỉ sử dụng công nghệ cơ bản sẽ sớm lỗi thời ông nói các uav dân dụng được chuyển sang làm uav tấn công sẽ không có giá trị gì nếu chúng không nhận được cải tiến lớn về phần mềm và phần cứng để mở rộng phạm vi hoạt động và chống nhiễu ông nói hiệu quả của các uav đang giảm đáng kể khi các hệ thống tác chiến điện tử của nga ngày càng mạnh mẽ hơn uav giữ vai trò nổi bật trong cuộc chiến nga ukraine khi hai bên đều sử dụng chúng để tấn công giám sát và nhắm mục tiêu chính xác vào phía còn lại James Patton Roger, chuyên gia về máy bay không người lái tại Viện Chính sách Công nghệ Cornell Probes Mỹ, cho biết Ukraine phụ thuộc nhiều hơn vào các loại UAV dân sự. Thông thường, chúng chỉ được người dân sử dụng để ghi hình quay video. Ukraine thường sử dụng chúng để do thám và chỉ đạo các cuộc tấn công. Nhưng một trong số UAV đã được điều chỉnh để tấn công trực tiếp bằng cách gắn bom hoặc lựu đạn. Trong giai đoạn đầu của chiến sự, những UAV chỉ có vài trăm đô la Mỹ này có thể phá hủy những xe tăng trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Ông Rocker đồng ý với đánh giá của ông Kriukov rằng các máy bay không người lái giá rẻ đang suy giảm hiệu quả, một diễn biến đáng lo ngại sẽ đến mức độ Ukraine phụ thuộc vào chúng. Ông nhận định việc các bên không ngừng cải tiến UAV và phương pháp đánh chặn trong thời gian qua giống như trò mèo vần chuột khi họ liên tục thay đổi để thích nghi với đối phương trên chiến trường trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương tây có dấu hiệu chậm lại kiev đã tăng cường phát triển sản xuất uav tấn công tầm xa nhằm thu hẹp khoảng cách về năng lực tấn công so với nga tuy nhiên trong cuộc đua về công nghệ ukraine có tiềm lực không bằng nga nên dù họ đã nghiên cứu ra nhiều mẫu uav mới nhưng việc sản xuất với số lượng lớn không dễ dàng trong bối cảnh moscow liên tục tập kết nhà máy vũ khí của kiev trong thời gian qua ngoài ra nga cũng được đánh giá là cường quốc về tác chiến điện tử với hàng loạt các hệ thống gây nhiễu tinh vi Ukraine đã bắt đầu sản xuất UAV được tích hợp công nghệ chống đánh chặn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để thích nghi với tình hình. Ông Rocker dự đoán Ukraine sẽ phải tiếp tục cải tiến tính năng mới để biến UAV giá rẻ thành vũ khí nguy hiểm hơn. Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra mục tiêu rằng nước này sẽ sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay trong bối cảnh Kiev đang trong một cuộc chiến tiêu hao căng thẳng với Nga. Chỉ huy Kryukov tiết lộ rằng các nhà sản xuất UAV của Ukraine đang làm việc ngày đêm để cho ra mắt các mẫu vũ khí mới diễn biến tiếp theo của trận chiến này sẽ như thế nào chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video mới nhất xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo